Đứng lại! Đứng lại! Đừng có chạy! Đứng lại! Bao đầu em đi! Chết tiệt! Đau quá! Đừng lãng phí sức lực nữa! Hãy tha cho tôi! Không đâu bé ơi! Mình không thể để chúng phát hiện ra được. Biệt đội người nhện, các người cứ đợi đấy. Đại ca, mọi việc thế nào rồi? Dạ, biệt đội người nhện mạnh quá nên lính đỏ bị chúng khống chế rồi ạ. Đồ ăn hại! Các ngươi đúng là lũ ngốc mà. Chết tiệt! Mau triển khai kế hoạch đi. Đi mau! Hết sự lơ, hết sự li li. Xin chào các siêu anh hùng. Chào anh. Đây chẳng phải là biệt đội người nhện sao? Tặng cô. Cảm ơn. Tạm biệt. Ê, mình suy nghĩ nhiều rồi. La 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 la. Thơm quá. Này, các cậu, ăn sáng thôi. Cảm ơn cậu. Ngon đấy. Wow, ngon quá. Mình chơi game giải trí chút đi. Được đấy. Này, tớ sẽ không chịu thua các cậu nữa đâu. Nhện đỏ lại về nhất rồi. Gì thế? Chắc là gió thổi đấy. Nhện trắng, cậu lại thua rồi kìa. Nhện đỏ đâu? Bọn em không biết. Bọn em không thấy hắn ta đâu cả. Chết tiệt. Thôi đi nào. Chào ngay chốc cơ, chúng tôi đến rồi đây. Ấy, bình tĩnh đã. Tiền của tôi vẫn chưa có. Mang lên, rõ. Ấy chà chà. Được đấy. Thả người ra. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Cậu à... Cái gì? Ngươi lại. Đừng ngạc nhiên thế chứ, Joker. Kế hoạch của ngươi hoàn hảo đó. Nhưng ta rất tiếc. Nhện đỏ. Các ngươi lừa ta. Bọn ta không biết đó là nhện đỏ. Để ta giải thích cho các ngươi nha. Cái gì thế? Cậu vừa nghe thấy gì không? Có. Có chuyện gì đó không ổn. Các cậu, tôi có ý này. Được, được. Lính đỏ à, chúng ta trao đổi cho nhau chút nha. Không thể nào. Xông lên cho ta. Yo. Hey. Yo. Còn non và xanh lắm. Yo. Ôi. Hey. Chết đi.
Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Không đời nào. Hây. 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 Dám chơi trò đánh lén hả? Hey, hey, hey. Đáng ghét. Không thể nào, bọn chúng biến mất rồi. Chúng ta đi. Chết tiệt thật, kế hoạch thất bại rồi. Đi thôi, biệt đội người nhện, các ngươi cứ đợi đấy. Đưa ta. Bắt ta không dễ vậy đâu. Hi. Lên nào. Các người đứng yên đó. Cẩn thận trúng đạn. Yeah. Hi. Chết đi. Tôi cởi trói cho. Cậu không sao chứ? Cảm ơn biệt đội người nhện. Này các cậu, chúng ta thắng rồi. Được rồi, đi thôi. Khi tất cả vừa rời đi, liền xuất hiện bước chân của kẻ giấu mặt, báo hiệu có gì đó nguy hiểm đang đến gần. Kìa, làm gì đi chứ? Về nhà thật thoải mái đó. Này, nhện đỏ. Gì vậy chứ? Cậu đi đổ xác đi. Tớ biết rồi. La 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 la. Nhện đỏ không hề hay biết rằng Joker đã rình rập sẵn mình ở bên ngoài từ lâu. Cơ hội của ta đây rồi. Hả? Joker, hãy xem đây. Người đầu của mình sao lại đau như vậy chứ? Cơ thể này, cuối cùng thì ta cũng trở lại rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Từ giờ không ai có thể chống lại được ta nữa rồi. Nhìn đỏ ơi. Hả? Các người muốn đi đâu? Joker, bạn của ta ở đâu? Bạn của người ở đây. Hả? Nhìn đỏ, xử lý chúng cho ta. Chết này. Hả? Chết đi. Muốn đánh lén ta sao? Mau sắm hối đi. Nằm mơ đi. Chết đi. Venom, lên đi. Được. Nhện đỏ, chúng ta là bạn mà. Yeah. Hey. Yeah. Tôi giữ được cậu ấy rồi. Yeah. Hả? Tớ xin lỗi. Không sao, tớ ổn. Hôm nay sẽ là ngày vui của các ngươi. Làm tốt lắm Venom. Cầm lấy. Hãy tiêu diệt biệt đội người nhện cho ta. Dừng lại. Mau tỉnh lại đi.
Đầu của ta. Lúc này, những hình ảnh kỷ niệm về biệt đội người nhện lần lượt trở về trước mắt Nhện Đỏ. Đồng thời, cả ký ức khi bị Shocker tấn công cũng đã hiện lại, khiến Venom đau đầu một cách dữ dội. Tôi không phải là Bét Gia, tôi là Nhện Đỏ. Hãy đợi đi. Các cậu, đứng dậy nào. Cậu ổn chứ? Tớ ổn. Chúng ta về nhà thôi. Đi theo tớ. Chuyện gì vậy? Bóng điện bị làm sao thế nhỉ? Bình thường lại rồi. Hết cả hồn. Đi thôi. Cả hai không hề biết rằng ngay sau khi vừa quay lưng đi thì đằng sau xuất hiện một bóng dáng vô cùng nguy hiểm. Đó chính là Venom. Nhện Đỏ, nhanh lên đi. Ừ. Nhện Trắng không hề biết rằng Nhện Đỏ bây giờ đã bị Venom nhập vào, không còn là Nhện Đỏ như xưa nữa. Nhện Trắng vẫn vui vẻ dẫn Nhện Đỏ đi tập thể dục như mọi khi. Thoải mái nào. Đấm mạnh lên nào. Tốt lắm. Ôi, tớ xin lỗi. Hôm nay tập nhiều quá, mỏi người ghê. Để tớ giúp cậu. Cảm ơn cậu nhé Nhện Đỏ. Thoải mái quá. Cơ hội đi rồi. Ồ, Nhện Đen đang đến sao? Phải tranh thủ giải quyết trước khi tên Nhện Đen đó đến mới được. Tớ khát nước quá, cậu có thể mua giúp tớ chút gì đó để uống không? Được thôi. Nước của anh đây. Tiền đây. Cảm ơn nhé Nhện Đỏ. Khoan đã. Đừng uống nó. Lần này thì đừng hòng thoát nha. Vậy là xong rồi. Sao hôm nay Nhện Đỏ nhìn đáng nghi vậy? Cốc nước này đã bỏ thuốc rồi. Vứt đi. Ngươi là ai? Ta chính là Venom. Bạn của bọn ta đâu? Nhện Đỏ, cậu không sao chứ? Nhện Đen, Nhện Trắng, cậu ổn không? Tớ ổn. Biệt đội người nhện, đợi đấy. Đuổi theo hắn. Hey. Hả? Đỡ chiêu này. Tiếp chiêu đi. Hey. Nhện Đỏ. Chúng ta đã quá coi thường khả năng của ngươi rồi. Bắt đầu thôi. Biệt đội người nhện liền bắt đầu thế trận của mình. Cả ba chạy rất nhanh, đến mức không còn nhìn thấy hình bóng đâu.
khiến tên Venom đứng bên trong đang rất hoang mang. Hey! À! Chuyện gì vậy? Hey! À! Hôm nay bọn ta sẽ cho ngươi một bài học. Yeah! Chúng ta thắng rồi! Giờ thì về nhà thôi! Ở tập này, biệt đội người nhện đã vô tình lạc vào thế giới khủng long đáng sợ. Vậy các siêu anh hùng của chúng ta sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào? Các bạn cùng theo dõi nhé! Khủng long! Ôi mẹ ơi! Tiêu rồi! Mình bị nó phát hiện mất! Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Chắc tôi chết! Phía trước có lối thoát kìa! Phải liều thôi! Ơn giờ là nó không đuổi theo! Cái cậu! Nhìn đó! Nó đuổi tới đây rồi! Mau chạy thôi! Ui da! Đau quá! Mau lên! Nhưng mà chân tớ đau quá! Nó tới rồi! Im lặng nào! Nó thính lắm đó! Ôi không! Chạy vòng phía sau! Nhanh lên! Đáng sợ quá! Làm sao bây giờ? Nhưng cơ hội này chạy mau! Nhanh lên! Nhanh lên! Mau trốn vào! Nó đó! Sao mà chúng ta đi đâu nó cũng bám theo được vậy trời! Dừng lại đây! Nó đi rồi! May quá! Nó không phát hiện ra mình! Nhẫn Hồng ơi! Khẽ thôi! Các cậu! Nhẫn Hồng! Thật mừng vì cậu cũng bình an! Con khủng long chắc chắn vẫn chưa đi xa đâu! Nên chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt! Nhanh lên! Ôi thần linh ơi! Đây là nơi quái quỷ gì thế này? Khủng long bay! Stop! Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Có! Nó đang tới gần đây! À, khủng long bạo chúa! Ôi da! Nhìn không? Mau đứng dậy nào! Cậu không sao chứ?
cẩn thận. Không, tất cả là lỗi tại mình, không thể nào. Chết tiệt. Nguy hiểm quá. Nhẫn không, chạy thôi. Là con hồi đấy. Phía này. Không kịp nữa rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng sợ. Ôi à. Nhìn đó, đứng dậy mau. Chân tôi bị trật rồi, cậu chạy đi. Không được. Ui da. Chết tiệt thật. Chẳng lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Dừng lại. Hả? Nhìn đó, tránh ra. Cậu không sao chứ? Tớ ổn. Nhìn đó, ta hãy mau đi thôi. Đi nào. Được. Tiếp tục series việc xấu của mình, lần này Joker cùng Tasha thực hiện một phi vụ cướp ngân hàng nhưng bị cảnh sát phát hiện và truy lùng. Liệu kế hoạch của Joker có thành công không hay lại thất bại? Các bạn cùng đón xem nhé. Đứng lại, bắt lấy. Nhanh lên. Làm sao bây giờ? Hay là giấu nó vào kia? Được. Đi thôi. Bọn chúng không phát hiện ra được đâu. Ở đằng kia có người. Hai người có thấy ai thì qua đây không? Không, chúng tôi không thấy ai cả. Cảm ơn. Yeah. Nhẫn xanh, bắt lấy này. Yeah. Ôi. Không thể nào. Cậu vẫn còn non và xanh lắm. Cậu dám cười tớ hả? Hey. Yeah. Suýt nữa thì bóng bay xa quá. Chúng mình qua đó tìm đi. Nhẫn đen kia rồi. Hả? Gì thế này? Ồ, túi gì đây? Sao tôi biết được? Trời, nhiều tiền quá. Các anh đã bị bắt. Không, không phải của tôi. Trình bày lên phường. Chúng tôi bị quan thật mà. Thả chúng tôi ra. Tấn công. Cẩn thận. Bọn chúng manh động quá. À ha, hết đạn rồi. Sao hả? Ôi không. Các ngươi
Dạ. Tốt lắm. Đi thôi. Người nhện. Quá sai là bổn mi. Bắt chúng lại. Rõ. Hey. Do bị đánh lén nên nhện đen và nhện xanh đã bị nhện xấu bắt giữ. La 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 la. Một vụ cướp táo tợn đã diễn ra ngày hôm qua. Trong quá trình điều tra, hai cảnh sát đã bị thương và hai người vô tội khác bị kẻ xấu bắt giữ. Hiện vẫn chưa tìm thấy được tung tích. Cái gì? Xin chào nhện đỏ. Ta đợi mi đấy, đừng trễ giờ nhé. Tên nhện xấu xa này. Cảnh sát. Kẻ xấu. Không, không, là tôi đây mà. Nhện đỏ, đã xảy ra chuyện gì? Anh ổn chứ? Tôi ổn. Sau đó cảnh sát đã kể lại toàn bộ quá trình cho nhện đỏ nghe. Đây rồi, hãy đi theo tôi. Nhờ có định vị, rất nhanh chóng nhện đỏ cùng cảnh sát đã đến được chỗ của nhện xấu xa. Hai người lên trước, tôi yểm trợ phía sau nhé. Cảnh sát, đứng im. À hi hi, không được động đậy. Nhện xanh, nhện đen, các cậu tỉnh lại đi. Dậy mau. Ai, ai? Nhện đỏ, là cậu, chờ tới một chút. Là mâm hẹn giờ. Còn chưa tới 10 giây nữa. Mau, mau cứu tôi với. Dạ. Nguy hiểm quá. Không sao rồi. Nhện đỏ, cảm ơn cậu. Các ngươi tiêu đời rồi. Dạ, dạ, dạ. Trốn đi. Định chạy sao? Hắn đâu rồi? Đây nè. Thành công rồi. Cuối cùng biệt đội người nhện đã giúp cảnh sát bắt được nhóm người sống và tìm lại số tiền đã bị đánh cắp. Không, mau thả ta ra, thả ta ra. Kiểm tra lại đã. Đi thôi. Ôi. Thả ta ra. Chuồng móc. Là kẻ nào? Ôi không, túi tiền đâu rồi? Báo động, có kẻ cướp ngục. Sự xuất hiện của Shocker đã gây náo loạn trụ sở cảnh sát. Hắn ta sẽ làm gì tiếp theo? Các bạn theo dõi ở phần sau nhé. Đứng lại. Ngươi. Nhìn đó, đỡ nè. Ba tiếng trước. Ôi da, đói bụng quá. Tiền, nhiều tiền quá. Ôi, sao lại có nhiều tiền như thế này chứ? Đúng là ông trời giúp mình mà. Xin chào. Tôi tiền, tiền đây, đừng làm hại tôi. Không.
Nó là phần quà dành cho ngươi. Thật sao? Với điều kiện ngươi phải làm cho ta một việc. Không, không, không. Tôi không thể. Không thể sao? Các người muốn làm gì? Nhìn đó, nhìn kìa. Này, anh bạn, tỉnh lại mau đi. Giúp tớ, tớ cho anh ấy uống chút nước. Đứng lên nào. Cậu ổn chứ? Tôi ổn. Cảm ơn biệt đội người nhện. Hê, cẩn thận, để chúng tôi đưa cậu về nhà. Đi nào. Xin chào những người bạn cũ. Các ngươi muốn đi đâu? Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Bỏ ra, tôi không liên quan. Ơ, chuyện này là sao? Không ai được sống sót ra khỏi đây. Đồ ngu ngốc. Ngươi đứng im, không được cử động. Nhìn đó. Tự lo cho bản thân mình trước đi. Ngươi sẽ tiếp theo. Không, nhìn đen. Đây là đâu? Cậu tỉnh rồi sao? Nhìn đi, mau tìm cách cắt đứt dây đó này đi. Hả? Có tiếng bước chân người tới. Các ngươi tỉnh rồi sao? Dạ không. Kỳ lạ lắm đúng không? Bất ngờ chưa bà già? Nhìn không? Sao em tìm được bọn anh vậy? Thì là... Nhìn đỏ, nhìn đen. Nhìn đỏ, nhìn đen. Hả? Để tôi giúp cậu. Biệt đội người nhện đang gặp nguy hiểm. Xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Không sao, tôi đi đây. Để xem tình hình nào. Mỗi người qua đi. Mình cải trang thế này sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Em làm tốt lắm. Cẩn thận. Tấn công đi, không được để bọn chúng thoát. Chúng tấn công rát quá, cẩn thận. Các ngươi không thể thoát được đâu. Phải nghĩ cách thôi. Nào, đưa đây. Ngươi đỡ này. Các ngươi phải trả giá cho hành động của mình. Nhìn không? Đã xong. Yeah, chúng ta về nhà thôi. Nhanh nào.